Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Hôm nay tôi sẽ làm một video clip về tổng hợp số tiền tôi đã xài ở Hàn Quốc. Lần đầu tiên tôi xuất cảnh và lần đầu tiên tôi đặt chân tới đất nước mà tôi rất là yêu thích, muốn tới lâu lắm rồi, đó chính là Hàn Quốc. Hình như là hiếm lắm mình mới tới được Hàn Quốc, cho nên là mình cứ xài thôi. Mình nhắm mắt rồi mình xài, mình thấy cái gì đẹp ở bển là mình xách về Việt Nam hết. Đi du lịch ở Hàn Quốc chúng ta không nên quy ra tiền Việt, cho nên là tôi đã không tính gì ở lúc mà tôi ở bên Hàn Quốc hết. Cho nên bây giờ về Việt Nam tôi mới tính là từ nè. Bây giờ tôi sẽ bóc từng món cho các bạn xem nhé. Anh Kiro với tôi với lại anh Tùng với chị Omi là để đi coi chung kết thế giới, nhưng mà tụi tôi không có mua kịp vé đi chung kết thế giới. Tụi mình đã phải lặn lội, tụi mình đã phải cực khổ để mà năn nỉ cái anh ở trên resort kiếm cho tôi một cái áo chung kết thế giới, tại vì mình đã không coi được chung kết rồi, mình không coi trực tiếp ở đó rồi, thì mình phải có một cái gì đó liên quan đến chung kết mình đem về, đúng không? Đó chính là cái áo chung kết thế giới. Đây là áo chung kết thế giới năm 2018. Ta-da! Áo này đáng lẽ là hết hàng rồi, không còn hàng luôn, chỉ còn có size S thôi. Và bây giờ nó hết luôn rồi các bạn, nó hết luôn rồi, chỉ còn ở bên châu Âu thôi. Và châu Âu rất là mắc tất cả mọi thứ. Theo như tôi thấy thì bên Hàn Quốc có lẽ là nơi bán rẻ nhất. Cái này là hồi mới mua nhiêu ta? Hình như là 50 mấy đô á. À, em tính cho 55 luôn. Thôi em tính cho 50 luôn. Em tính cho 50 luôn. 50 đô là nhiêu tiền? 3 triệu. Rồi tính cho anh 3 triệu. Bây giờ tôi nhờ anh Tùng tính tiền luôn. Tiếp theo là thứ đồ không thể thiếu nếu như bạn nào mà đi Hàn Quốc vào cái thời tiết này á, tháng 12 á, chắc chắn các bạn sẽ không thể nào mà không mua đồ giữ ấm tại Uniqlo. Cái ngày đầu tiên mà tôi qua Hàn Quốc á là tụi tôi đập mặt với cái thời tiết 8 độ. Khi mà gió thổi qua một cái là tôi muốn rụng rúng luôn, tôi muốn chui vô chỗ nào đấy mà không có chỗ để chui, bạn hiểu không? Đồ thì mặc 2-3 lớp vẫn rất lạnh, cho nên là tụi tôi đã đi mua đồ giữ ấm. Đây là vớ mà các bạn cũng có thể làm cái quần cũng được luôn, rồi mặc cái váy vô. Ở bên Hàn Quốc thường các bạn thấy người ta hay mặc á. Cái này bao nhiêu ta? 14.900, tính cho 15.000. Cái này là tôi đang tính sắp xỉ nha, chứ tôi không có tính chính xác đâu. Là 300.000 tiền Việt Nam. Còn cái này cũng là quần luôn, quần giữ ấm. Trời, mấy bạn biết tôi chỉ có 2 ngày đầu tiên là tôi không quen được thời tiết Hàn Quốc thôi. Từ khi tôi mua được mấy cái đồ này ở Uniqlo là mấy bạn biết tôi mặc đồ như ở Việt Nam vậy. Thì đây, cái quần này ở trong đó là lông, gió thổi không vô được cái chân của tôi luôn á, mấy ông biết. Tôi rất là thích cái quần này. Cái quần này nó có giá 39.000 won, 800. Với cái quần giữ ấm ở Uniqlo là 800. Áo này cũng là áo ở Uniqlo luôn, áo này cũng là loại áo ấm luôn. Thì tôi mua áo ấm rất nhiều để tôi mặc đồ thoải mái mà. Chứ mỗi lần mà bước ra đường là phải mặc áo khoác rườm rà, nó mệt lắm. Mua mấy cái này chỉ cần mặc cái này vô, xong rồi mặc đồ thường mình vô là mình sẽ cảm thấy như Việt Nam. Nó mát mát, nó cỡ như Đà Lạt á, cỡ như mình lên Đà Lạt mình ở đó mấy bạn. Thì áo này là 14.900 luôn. Cái quần là quần giữ ấm luôn nè. Hai cái đều là 14.900 là 600.000. Hai cái này mỗi cái 300 là 600.000. Ta-da! Thì áo này giống như kiểu áo tay dài bình thường thôi. Những cái này thì mình không thể nào mình mặc ở Việt Nam. Việt Nam mà mặc cái này nó cháy mỡ, khổ đi tập gym nha. Cái này là như 29. Cái áo này 600.000. Đây là áo, chiếc áo Adidas. Như tôi cũng đã nói thì đồ hiệu ở bên hàng nó rẻ, đồ chợ thì nó mắc, cho nên là tôi đi qua bên đó thì tôi toàn mua đồ hiệu không thôi. Mua đồ chợ thì phí, hiểu không? Phải gọi là chữ phí phạm. Thì đây là một cái áo của Adidas. Chiếc áo này nó có giá là 99.000 won, là 100.000 won đó. 100.000 won là 2 triệu. Tính cho 2 triệu đúng không? Chứ thật ra nó còn hơn nữa, hơn tí tí. Tiếp theo là bộ đồ của Nike. Bộ đồ của Nike đó các bạn. Thật ra bộ này mặc ở Việt Nam được nè. Bộ này là bộ đồ để tập gym, để running. Bộ này hình như là tách riêng ra. Hình như hôm qua anh Kero mới qua hỏi em. Cái áo thì 79, cái quần thì 99. Thì cái này là 99 là 100, cái quần 2 triệu. Sao mà tính ra thấy thốn quá vậy? Cái quần 99, còn cái áo là 79 là 80. Cái quần 2 triệu, còn cái áo 1.6 triệu. Thật là quyết định đúng đắn khi bước qua hàng mà không quy đổi về tiền Việt Nam. Quy đổi về tiền Việt Nam là tôi không có mua đâu nha. Khi mà mấy bạn qua hàng á, mấy bạn thấy với cái số đó, mấy bạn thấy nó nhỏ lắm. Tại vì mình quen với những cái số lớn ở Việt Nam là 2 triệu, 3 triệu. Mình qua Hàn Quốc thì mình chỉ thấy là 59.000, 99.000, mười mấy ngàn. Mình cảm thấy nó cực kỳ nhỏ, cho nên là mình không có biết phỏng tay là gì, đúng không? Cứ bóc rồi mua, bóc và tính tiền, bóc và tính tiền. Tiếp theo là cái quần Jordan. Thì các bạn có biết không? Còn mạc luôn là chưa cắt mà. 59.000. 59.000 won là 60.000 won là bao nhiêu? 60.000 won là 1.2 triệu. Thì các bạn có biết không? Đây là quần của Kit. Dạ, mua
Tôi là tôi mặc vừa quần của Kid luôn. Lúc đó là tại vì trong cái ở Hồng Đa, chỗ tôi ở là chỗ Hồng Đa, thì nó có nguyên một cái store riêng về cho đình rất là lớn, mà trong đó đa số nó bán đồ của nam, nó không bán đồ của nữ. Đồ nữ nó cực xấu, tôi cho mình cực xấu, mà nó còn kiểu mắc trăm mấy nghìn quân mà không có đồ luôn nha, chỉ có giày nữ thôi, mà giày nữ xấu quắc. Cho nên là tôi đã đi thử cái quần của Kid, thì ai nhẹ là tôi mặc quần của Kid vừa. Là của người lớn là 109 nhưng của Kid nó chỉ có 59 thôi. Tướng nhỏ cũng có lợi quá. Tiếp theo cái mỹ phẩm đi. Cái này không phải mỹ phẩm, cái này là cái cây kẹp điện thoại, thì cây này khá là xịn. Cái này tôi mua ở Miniso, chính hãng Miniso Real ở bên Hàn Quốc. Cây này cực thích nha. Cây này cái chỗ này nó có thể bẻ qua bẻ lại được nè, và nó có thể kéo cao lên và cái này nó ở đây. Cái này 24.000 won. Rồi, tiếp theo là mỹ phẩm. Thì đây là cushion. Cushion tôi mua tại Hàn Quốc. Đây là của nhãn hàng Holika. Thì mấy bạn biết khi mà tôi mới vừa mua xong rồi tôi xài, tôi thấy thích quá, tôi liền mua thêm một cái nữa. Tôi liền mua thêm một cái nữa. Thì cái này là 16.900 won, là 17.000. Hai cái luôn. Không, mỗi một cái 17.000. Mỗi cái 17.000 là 34. Và đây là một cây son cũng của Holika luôn. Khi mà tôi qua Hàn Quốc á, thì tôi mới biết là tôi hợp với lại cái nhãn hàng này. Xài lên thì rất là thích. Thì đây là một cái cây son tôi cực kỳ thích luôn. Thế nên tôi cũng mua thêm cây nữa. Cây này 9.800 là 10.000. Tính ra 10.000 là 200.000 một cây. Tiếp theo là đây là cây vẽ mắt màu hường. Ở bên Hàn Quốc thường người ta rất hay xài cái này, chứ người ta không có xài phấn mắt như bên mình. Người ta xài cái này rất nhiều. Thì cây này là mình mua chung với chị Umi, mình dụ chị Umi mua, mà chị Umi mua tới cả tận 2 cây, tôi mua có 1 cây thôi. Cái này là 8.000, 8.000 là 160. Đây là cây son của Ba Xe. Cái này tôi không thấy có ở Việt Nam, tại vì tự nhiên tôi lúc mà tôi tới cái cửa hàng Ba Xe thấy cái này nó là lạ, xong rồi mới mua xài luôn, nhưng mà xài cũng thích lắm. À quên, có một cái liên quan điện thoại. Nãy quên giới thiệu chung với cái áo, đó chính là Chibi con Chinit, cái gì không gian á, quên mất tiêu rồi. Thì đây là cái con tướng mà tôi rất là thích chơi. Chinita cực dễ thương, con này 25.000 won. Và trong đây là một cái cạc. Cái cạc này hồi bữa lên stream tôi tưởng nó là mã code, nhưng mà tôi đã được đính chính là đây là cái mã mà để check là con này là hàng real. Con này là hàng real của Riot làm ra chứ không phải là hàng fake đó. Ok. Tiếp theo là len mắt tôi đang đeo nè, tôi đang đeo len ở Hàn Quốc nè. Thì bạn nữ nào mà thích đeo len á, khi mà qua Hàn Quốc thì chắc chắn các bạn phải mua len ở Hàn Quốc. Mặc dù nhìn nó cụ bắp vậy thôi, nhưng mà thật ra len nó giống như kiểu nó sản xuất dành cho cái xứ ở bển là nó lạnh á. Các bạn biết tôi đeo 12 tiếng đồng hồ mà mắt tôi không bị khô. Thì len này nó có giá là 20.000 một cái như thế này. Và tiếp theo tôi sẽ nói về vấn đề tôi mua dài. Mấy bạn ơi, tôi qua hàng tôi mua dài rất nhiều. Đi vào cái mùa bây giờ thì dài nó đang sale. Nếu như mà khách du lịch giống như tụi tôi á, thì đưa cái passport ra được miễn thuế nữa. Trời, dài cực rẻ, nhưng mà chi tiết là đem về không được nhiều. Tôi chỉ có thể đem được 5 đôi. Thì đây là đôi đầu tiên. Đây là đôi Adidas Superstar. Đôi này có giá 68.000. Đôi này ở Việt Nam thì như chưa có sale, mà ở bên Hàn Quốc nó sale đầy. Superstar sale cực nhiều. Và tiếp theo là Nike Air Force. Tôi đã có một đôi Nike Air Force rồi, nhưng mà đôi kia là nó trắng bóc nguyên toàn thân, còn đôi này thì nó có thêm những chi tiết. Đôi này là hình như theo tôi biết là nó liền bên tiệm thì phải. Thì nó rất là đẹp, tại vì nó không có trắng đâu. Nhìn trên camera không thấy, chứ thực ra nó mạ bạc. Không phải mạ bạc thiệt kia nha, ý là cái màu nó bạc bạc, bóng bóng á. Kiểu đi ra ngoài đường thì nhìn nó lấp lấp lánh, nó không phải phản quang, nhưng mà nhìn nó lấp lánh, nhìn nó đẹp. 139.000 won, 2.800.000. Má bây giờ tính ra mới thấy thốn. Còn đây, về đây, gia đình. Mua quần gia đình, phải mua dạy cho đình. Đây là đôi cho đình 11 heo rét. Đây cũng là đôi cho đình được gắn mát limited. Thì đôi này là ở bên hàng là kiếm được là nó với giá là 260.000 won, mà được cái miễn thuế, cái tóc phi nữa. Cái tóc phi thì mình không biết được bao nhiêu tiền, nhưng mà cái tính đại 260 đi, 100 200 là 4 triệu, 60.000 nữa là 1.200.000, 5.200.000. Chiều 2 đang cho đình 11. Đây, Fila. Qua hàng đương nhiên mình không thể bỏ lỡ Fila. Và Fila thì tôi chỉ thích có một loại Fila thôi, đó là Fila Ray. Đây là đôi Fila Ray. Thì thực ra đôi này là tôi mua đỉnh 2 đôi lận. Một đôi tôi mua tặng cho mẹ, một đôi tôi mua cho tôi. 59.000 won mà tôi mua đỉnh 2 đôi lận, tại tôi mua một đôi tặng cho mẹ nữa. Là 60.000, tính 60.000, 1.200.000 một đôi. Được refund nữa, mà không nhớ refund được bao nhiêu, thôi dẹp đi. Và tiếp theo, những bạn nào
giày mà đặc biệt là giày trắng nhiều thì chắc chắn không thể nào thiếu cái chai này được. Cái chai là cái chai xịt nano, thì ở bên hàng nó bán có giá là 15.000 won, là có 300.000 thôi, 300.000 thôi các bạn, 15.000 won. À, và cuối cùng đó chính là thứ mà tôi tiếc hồn hồn, album EXO của WeMail giúp bà. Album EXO của WeMail, tôi mà đọc tới bà mail mà chửi tôi chết. Album này chị Mail chưa trả tiền cho nên là tính vô luôn. Bao nhiêu nhờ? 17.400. 17.000 mốt hả? Mua ở trong SM Town cho nên nó mắc lắm. 17.000 mốt anh nhiêu anh? 17.000 mốt đúng không? Đây, Say the Best Class album BTS. Thì các bạn biết cái này thì album này nó có tới 4 vơ lận. Nhưng mà tôi đã xài tiền quá mạng ở những ngày đầu tiên đến Hàn Quốc. Các bạn thấy tôi mua hết một đống như thế này thì nãy giờ tính tiền cũng quá mạng rồi. Thì ngày thứ năm là một cái ngày freelance, là tôi có thể đi những nơi thích, không có lên plan như những ngày đầu nữa. Những ngày đầu là tụi tôi đi theo trình tự, được sắp xếp, được lên kế hoạch rồi, đúng không? Tôi không thể nào mà đi mua cái ngày ở ngày đầu tiên được, cho nên là bị bắt mua ở ngày cuối cùng. Và ngày cuối cùng á thì mấy bạn biết là trong người tôi chỉ còn có 30.000 hay bao nhiêu, thì tôi mua cái của album EXO của chị Mel là 17.000, sau rồi tôi mua cái này là 16.500. Cái EXO hình như cũng có thêm 3 vơ, mà tại vì tôi không biết chọn vơ nào, mà vì cũng hết tiền cho nên tôi đã chọn cái vơ hình như là vơ đầu tiên. Bằng giá nhau mà. Thì bằng giá nhau, nhưng mà ý là nó có đến 3 vơ thì tôi không biết chọn vơ nào. Nếu như mà có tiền là mua luôn 3 vơ rồi, nhưng mà hết tiền thì mua một vơ thôi. Còn đây cũng vậy, hết tiền mua được một vơ. Vơ đầu tiên F. À bây giờ thì tôi cũng inbox cho các bạn xem luôn. Từ bữa tôi mua về tới giờ tại tôi chưa quay clip cho nên tôi mới chưa inbox. Sau này nếu như mà có thể qua bên hàng Hàn Quốc nữa thì chắc mình sẽ đi kiếm và mua tiếp. Các bạn biết kiếm chỗ mua cái album đúng là khó luôn. Cái EXO thì mình có thể tới SM mình hỏi mua được, còn hả BTS là mình phải đi tìm. Ôi dễ rớt. Cái mặt này hình như nghe nói là kho ở gì chống nước nè. Đổ nước lên thử. À, không thử. Chị Mel cái này chống nước, chị Mel đẹp lắm. Inbox. Em không biết cạc gì nữa. Em bóc cho chị Mel trúng cái cạc chị Mel BS Seoul đó. Em thấy hình video rồi. Trúng cái cạc BS. À, trúng cạc BS chị Mel. Em không biết em có bóc trúng rồi. Chị biết em đợi. Chị Mel biết em đứng em lựa cái này mà em lựa tiếng đồng hồ trong cái tiệm đĩa. Giống kiểu tâm linh đấy. Giống mò. Chúng gặp chim nè. À, thì chúng gặp chim cho bà cướp hả? Cho bà cướp hả? Tôi nói cho mấy bạn nghe, chị Mel mỗi lần mà tôi dính cái gì mà tới ông chim là bà Mel bà lấy hết. Thì đây là cái CD. Thì cái album này là Trung Quốc. À, CK. Anh sắp tay bất ngờ. Trung Quốc nè, Trung Quốc nè, Trung Quốc nè. Không phải anh chiên rồi, đừng hòng cướp. Tóc tím mà, tóc tím mỏng mơ. Đó, thì trong đây là hả, photobook nè, hình nè. Đẹp quá. Mùi mới. Nè, trời ơi quá trời luôn nè. Hình đẹp quá nè. À còn cái này nữa. Còn cái này nữa. Sticker. Cái này là sticker. Sticker để dán. Ok, thì cái này là cái the note. Thì nó thực ra là nó toàn là tiếng Hàn không thôi. Tôi thì một chữ tiếng Hàn cũng không biết. À không biết được chữ tiếng Hàn, qua Hàn Quốc là biết được. Trời kia ơi, kẻ sao chú xe ơi là oppa gì đó. Nói chung là biết được tiếng Hàn, nhưng mà đối với cái này thì ngu mẹ nó luôn. Thì cho nên bằng một cách gì đó mình sẽ nhờ những con người biết tiếng Hàn mà mình quen biết dịch cho tôi. Thế với tôi là tôi ngu rồi đó. Nhìn sau là thấy hết là quá ngu rồi đấy không. Còn cái này là cái gì check audio check cái gì đấy. Thì ok xong. Đây là đĩa bi. Đây là đĩa bi. B. Em sẽ ám ảnh cái căn nhà này. Em sẽ cho mọi người thuộc hết tất cả những bài hát ở đây. Và đây là đĩa A. Hình như em hơi bị ngược đời. Em không nên mình lấy đĩa A ra trước rồi mình mới lấy đĩa bi ra. Nhưng mà ngược đời kệ. Đĩa. Thì đĩa này rất là đẹp. Thì á, các bạn biết là cái standee lần offline của mình là làm theo cái màu này đây. Đó, cái dải màu này. Cái màu như kiểu độc quyền. Độc quyền BTS.
Giờ để mình bỏ vô cái đã. Có lẽ cái video clip này nó hơi dài rồi. Nếu như mà không mua dùm là mua được thêm vơ nữa rồi đó. Tại vì không có tiền, không biết mua sao, mua vơ đầu tiên chứ. Mua theo thứ tự. Biết sao giờ. Ok xong, tính tiền cho anh. Tổng hết là nhiêu? 26.480.000. Cái gì? 26.480. 26.480. Cái gì cái này? À quên, còn chưa tính bộ đồ em mua cho ông Kero nữa. Cộng thêm 2 vô đó là 28.480. 28.480. Tôi đã xài 28.480.000 cho lần đi Hàn Quốc này. À và còn chưa tính tiền nhà, tiền vé máy bay, tiền ăn uống, tiền đi lại, tiền gì nữa ta, tiền đi chơi Lotte World. Thì những cái tiền đó là tiền ông Kero bứng ra trước. À tụi tôi để dạy cho nó dễ hơn, chứ mà kêu đưa thì rất là rắc rối. Cho nên là số 28 đó mà cộng sơ cái đống kia nữa gần 40 triệu. Cộng 20 vô nữa. 28 cộng 20 vô là 48. Trời, tháng sau nghỉ ăn. Ok, tổng tiền của mình xài ở Hàn Quốc là 48 triệu đã được làm tròn xuống. Thiệt á. Bởi vậy tôi nói mấy bạn qua bên Hàn Quốc, mấy bạn đừng bao giờ quy đổi ra tiền Việt nha. Khi quy đổi ra tiền Việt nó thốn lắm. Nó thốn nên gọi là chậm đái, nỗi đau. Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Nhớ like và subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Bye bye. Tiền tôi đau quá.